cái nó nhìn nó sang rồi, nó sang mà nó đẹp, nó hợp với cái nhà nước luôn. Phải giữ được không, cái khung nhà đúng không, chỉ có làm sửa cái phòng thôi. À, chủ nó không biết có thiết kế đập ra luôn được không ta, làm cái phòng hay là không có cái cửa chỗ kia kìa. À, cái là ví dụ đi ra là qua phòng bên kia là không cần cửa luôn á. Thông luôn hả? Thông luôn biết được không ta, để coi là có lan can, có cái hành trang bự mà, hành trang có phòng kia bự rồi qua một cái phòng nhỏ rồi thông qua một cái chỗ kia, nên mà con đang đập cái nó ra luôn được không ta? Đập cái phòng nhỏ ra thông đúng rồi. À, thông ra cái bên kia, mình thiết kế. Dạ. Cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng già chị. Ủa mô chị chiều trên hoa phẳng á. Chù ở xa ghê đứa. Hồi trước chị em nhớ chị ở gần đây mà ta. À, chờ chị không làm nữa hả? Ừ. Đi làm gì chị? Làm tí nữa đó. Ngày hôm kia có cánh cắt ăn vô cái cầu mặc về tái nằm buồn nó cái mặc ông đỏ ở đấy là buồn nhiều sợ tới chị xuống đáy sáng điện thoại cũng có số năm không có kia cắt đây mãi ngay chắc có hình như tròn tròn mặc mập đúng chị già mặc luôn già ông cứng ngắc đúng không nặng hoài không được luôn. Cái gì chi mất cái quả mà được cổ luôn mà mụn xuống cổ luôn mà đầm đó đó. Cái gì cũng còn đáng mãi điện bừng ra mà không còn năng buồn đâu mà bấm cái là còn mặc về tá năng buồn thế để em chỉ tội cho anh năm đi buồn này em chỉ chắc lúc mà rảnh đấy qua đây còn mặc về tá được cái ở đây không còn nào cái chị đưa số điện thoại đó có gọi có gọi buồn xuống cổ luôn đỏ lòng lòn có quay mà hệ quay không được luôn á mà cứng quá mặc ống bị viêm bị mụn viêm chị. Chị cho lo nha, tại vì mãi điện không có mặc cái tái á. Dạ, ai mà mụn đầu đen rồi rồi chỉ giùm em. Chị thấy mụn nhiều có nhiều đứa cái băng tuổi của cô chị đã là mặc mụn của chị xuống cái này đi xuống đó này. Nó ra đưa số điện thoại cho cái điện thoại mới làm nên cắn cái mặt cắn thở cái chị. Bị sáng thọc muốn bị cười cháy luôn ông bi ông đập rồi mà bà cứ yên nữa mà ông bi ông hề chứ hề lại là lấy cái tay cầm ra thôi chứ chi đâu mà phải đập nữa mà bà yên bà chúng em mất cảm giác á tức cười sợ đập là sợ thọc kia sao mà thọc tí. Đi cái giờ thấy khách rồi đi giờ cần thì cũng không đông mấy cũng đủ người xuống kệ là giờ bà sợ vẫn thế thời gian là tính na được mà na hay sợ lắm mà na hay đi sớm đó na đi sớm đó. Đi đúng giờ lắm ta thấy mẹ mô còn không đúng giờ mà riêng na là đúng giờ buổi sáng là cứ tới là thấy bà trước à
Cali là đi trễ nè, nói chung ba môn đi trễ hết trơn á. Cali toàn là thấy 8:30 nhiều nè, ý là không có khách thì cũng không sao, nhưng mà đi là mình làm gương á, kiểu mình không có bắt nhưng mình làm gương chứ không. À, ví dụ như Cali đi như rứa không, mà Long nói 8 giờ mà. Mà Long 8 giờ tới dọn dẹp xong 8:30 là vừa, mà Long nói trên đó là 8 giờ mở cửa rồi. Khách là 8 giờ là phải nói hồi trước chờ rồi mà, 8 giờ rồi mà. Ý là không, không có, 8:30 là dọn dẹp tới là 8 giờ đến 8:30 là cao tay. Là không có được đi trễ, ví dụ bận chi đó, còn chứ không phải là 8:30. Con dặn hồi trước chờ rồi mà. 8 giờ mà tự quay nữa đó. Còn mà Long ưu tiên cho hai đứa ở xa là Nhân Thuận Vân Hậu, hiểu không? Ở xa quá, với lại là không có con nhỏ con đồ á thì không tội, thôi mình ưu tiên. Còn đứa mô mà không con không cái mà kiểu này kia thì phải lo đi cho đúng giờ chứ. À, ai cắt rồi, ai cắt rồi. Na, em nhớ là chị kêu mấy giờ đi làm na? Bình thường buổi sáng á. 8:15. 8 giờ tới 8:30 là để mà 8 giờ tới là để dọn dẹp xong xuôi là làm là vừa, mà chị nói ở trên nó là 8 giờ là phải đi làm. Ý là chị nói rứa là trễ, ví dụ lỡ mình có việc này việc kia là mình bận á thì là tới 8:30 là cao tay. Nhưng mà 8 giờ là phải có một đứa rồi đó mở cửa rồi. Nên Ly không biết không, mở cửa 8 giờ biết đó chứ. Đúng 8 giờ là. Ở đây là cái Ly con chứ, ở đây là mỗi sáng mà. Ý là dặn rồi để sao nữa chứ không tự nhớ lộn nữa. 8:15 là cái giờ là hết đát rồi đó, không có giờ một trễ hơn. Còn ví dụ như ưu tiên cho hai đứa mà đứa mô mà có gia đình với là ở xa là sẽ khác, gia đình mà có con nhỏ rồi đó là ưu ái hơn. Còn đứa mô mà chưa con chưa cái chưa bận biểu thì mình đi ái. Ý là thật ra buổi sáng sớm á là nó vẫn chưa có khách, hiểu không? Nhưng mình qua mình phải vệ sinh dọn dẹp đồ lau chùi rồi vô cái này vô cái kia rồi đó là nay buổi sáng là phải dọn dẹp quét dọn cho thiệt sạch mới cho kiểu như là tinh dầu tinh đồ vô dán thơm đồ. Cái rảnh này làm gì, phải lau chùi nhà mình xà ba là phải lau chùi, người ta là phân công hết á. Thì trước giờ em còn làm ấy là chị dặn đó, đó. Thấy cái gì là phải lo phải dọn chứ. Không, em là chị thấy là đi sớm nhất, không có đứa mà đi sớm bằng em. Chị coi là chị biết. Nên chị mới hỏi em đó. Chị thấy em là lúc mồm đi sớm nhất, còn đi tiêm thì chị không nói. Ý là đi tiêm là do em tính tiêm là về sớm mà do. Xong cái em nhắn tin Ly, nếu mà ai hỏi á là kêu em mới trước trưa qua, cái tại vì hôm tối em mới nhắn tin chị cho em chưa biết nói mấy giờ đi chị kìa. Em kêu buổi sáng em đi thì chị tưởng là tới xí thôi, nhưng mấy bữa thôi cỡ 9:30 cao tay, mà sáng thì tự nhiên cái lúc mà em đi á lại đông. Mà chờ em về lại ế. Phạt ngay. Kêu nhắn tin thì đoán hai lần rồi, ai có em nhắn tin con lấy á. Ấy thì mày nhắn tin người ta có đọc được đâu. Bạn. Ông má một người còn múa là nó xa hơn nữa hả? Hay đang chứ? Dạ, ở chỗ Hân Diệu chị. Dạ. Ở Hân Diệu, kiệt bãi Hân Diệu chị. Ừ. Ê, chỗ nói như xuống không? Khoảng năm sau em mới mở. Không, bật nạ medic chứ. Không biết cầu không trời.
ha. Chứ cha chưa rồi ta đặt mua tiếp nữa. À. Chị quay mất. Mai mà còn một miếng đắp vô là mi không mà mi bà la làng. Để coi nè, coi thử lạnh hay ngắm rồi. Có cái búa màu đó là nó không lạnh nghe. Em bỏ vào tay coi thử hiền kìa. Nếu mà không lạnh á là em phải bỏ riêng ra để học.